Xin chào mọi người, ngoài chợ đang bán rất là nhiều đào mà rẻ nữa, nên thành ra là mình mua về mình ngâm vào để dành trong tủ lạnh để uống. Đào này mình sẽ lựa những quả vàng cứng, thật ra là những quả đỏ thì nó sẽ đẹp hơn, mọng vàng mọng hơn, nhưng mà hôm nay họ bán chỉ có những quả vàng giòn như thế này thôi, nên mình sẽ mua. Và những nguyên liệu mình dùng đó là chanh, muối, đường. Bây giờ đào thì mình sẽ gọt vỏ nha. Các bạn nên lựa đào mặc dù là chín hay chưa chín lắm thì mình cũng phải lựa quả cứng để khi mình làm á nó sẽ không bị nhũn. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bảnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tải lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Sau khi gọt hết vỏ thì mình sẽ tách từng muối. Các bạn không nên tách quá dày hoặc là quá mỏng, mà các bạn tách vừa vừa cỡ độ dày bằng cỡ ngón tay và các size bằng nhau nha, để khi mình luộc nó dễ chín đều, không có cái nào mà bị sống, cái nào bị dập, bị lay quá. Cái quả đầu tiên mình làm thì nó lại bể cái hạt nên thành ra là nó hơi xấu một chút. Mình sẽ ngâm trong đào cùng với muối và chanh để không có bị thâm ha. Nếu mà quả nào nó không bị bể cái hạt thì bạn sẽ tách ra dễ như thế này. Bây giờ mình sẽ tách hết, gọt hết và tách hết phần đào này nha. Quả nào mà bị dính hạt thì mọi người cứ đưa dao vào cắt cái phần hạt ra, bỏ rơi phần hạt ra là được. Món này chỉ có gọt cắt là lâu nhất, còn lại các công đoạn khác thì rất là nhanh nha mọi người. Làm phần này để tủ lạnh uống rất là đã. 1 ký này mình mua 30.000 thì mình làm cả đường, còn đường nữa thì không tới 60.000 đâu. Để nấu thì bây giờ mình sẽ nấu đường caramel. Mình sẽ dùng 400g đường. Mình sẽ để nhỏ lửa và mình không có đụng đũa vô, mình chỉ lắc cái nồi thôi. Sau đó thì nó lên cái dạng caramel vừa vừa rồi thì mình sẽ vắt một miếng cốt chanh vào. Khi mình vắt nước cốt chanh vào thì đường caramel nó sẽ dẻo và nó không bị lại đường. Nó sôi như vậy, bây giờ mình đợi khoảng 30 giây mình sẽ cho nước vào. Mình sẽ cho 1 lít nước vào để mình nấu nha. Đầu tiên thì cái phần vỏ của đào mình sẽ để lại và mình nấu vỏ trước, sau đó mình mới bớt ra. Mục đích của nấu vỏ là để cho cái nước ngâm đào của mình nó rất là thơm, nó dậy cái mùi thơm của đào. Trong vỏ đào nó rất là nhiều tinh dầu. Giờ cái vỏ mình nấu khoảng tầm phút rưỡi tới 2 phút, bây giờ mình sẽ vớt phần vỏ ra, mình sẽ vớt sạch rồi nha. Giờ mình sẽ lọc hết cái vỏ còn rớt lại luôn. Giờ mình sẽ bật nước sôi lại để mình cho đào vào mình nấu. Phần ruột đào thì mình sẽ nấu trong nước đường này là 10 phút nha mọi người. Mọi người phải nấu đủ thời gian, vì nấu mà không đủ thời gian á thì đào nó sẽ bị sống, nó sẽ bị thâm. Giờ mình sẽ canh thời gian cho đào nó chín ha. Sau khi đào chín thì mình sẽ vớt riêng đào ra và để phần nước nguội, còn phần cái quả đào này thì mình sẽ bỏ vào tủ đá để nó làm lạnh nhanh, thì đào của mình sau khi cho lại ngâm thì nó sẽ rất là giòn. Sau khi đào mình đã để trong tủ đông khoảng tầm 5 phút và nước đào mình để cho nó lạnh, nó nguội lại thì mình sẽ cho vào hũ để mình bảo quản, và mình sẽ bảo quản trong tủ lạnh luôn nha mọi người. Để pha trà đào thì mình sẽ đổ nước sôi vào cái trà túi lọc cho nó ra trà, sau đó mình sẽ cho thật là nhiều đá, gần như full ly. Sau đó mình sẽ lấy đào mình đã ngâm ra, cả đào cả nước đào luôn, mình sẽ cho vào. Và cuối cùng mình sẽ cho xả cắt lát và xả đập dập vào nha. Vậy là mình đã có một cái ly trà đào xả rất là thơm. Cây sả mà khi mình cho vào mình sẽ đập dập để nó tạo cái tinh dầu, nó sẽ thơm. Món này giải khát rất là tốt, rẻ nhưng để được lâu, ăn lại đảm bảo nữa. Đông lạnh hộp đó mọi người, ở ngoài thì sẽ đa số là hàng Trung Quốc nên sẽ rất là
khó kiểm soát được cái chất lượng thì mình làm luôn thì đảm bảo rất là an toàn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.